Thưa quý vị, tổ chức nhân quyền Frontline Defenders vừa tổ chức hội nghị năm 2019 trong 3 ngày, từ mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 10 tại Dublin, Ireland. Cựu tù nhân lương tâm Đỗ Nam Trung đến từ Việt Nam lần đầu tiên tham dự hội nghị này. Và anh cũng đã dành cho Đài Á Châu Tự Do một cuộc phỏng vấn ngắn để chia sẻ về thông tin hội nghị vừa nêu. Trước hết thì anh đã cho biết cơ duyên anh đến tham dự hội nghị của Frontline Defender năm 2019 và nội dung chính yếu của hội nghị năm nay. Mời quý vị cùng nghe sau đây. Vâng, xin chào các quý khán giả của Đài RFA. Thì như mọi người đã biết là hôm vừa rồi tôi có tham dự một cái hội nghị về nhân quyền của bên Frontline Defenders ở bên Ireland tổ chức. Đây là một cái tổ chức chuyên bảo vệ các nhà bảo vệ nhân quyền trên khắp thế giới. Thì trong cái hội nghị này thì có khoảng tầm 100 nước tham dự. Tôi cũng rất là tình cờ thôi, thì cách đây khoảng tầm 5 tháng thì bên Frontline Defenders, khi họ biết là tôi là một cựu tù nhân lương tâm thì họ đã có gửi thư và mời tôi sang tham dự và chia sẻ những cái câu chuyện về Việt Nam, về tình hình chung nhân quyền tại Việt Nam. Hội nghị năm nay thì nội dung chính thì là nói về tình hình chung nhân quyền của trên khắp thế giới. Một số những cái nước điển hình mà có những cái sự vi phạm về nhân quyền hết sức là trầm trọng. Sau đó là từng nước nên để báo cáo tình hình chung của nước mình và những cái vụ việc mà vi phạm nghiêm trọng. Thì tôi cũng có lên để báo cáo chung về cái tình hình nhân quyền tại tại Việt Nam mình qua một số những cái trường hợp như là trường hợp của anh Hà Văn Nam, một tài xế chuyên phản đối các cái BOT bận trên khắp cả nước. Anh chịu một cái án tù là 30 tháng tù giam. Cái sự việc này đã gây ra cái sự phẫn nộ rất lớn trên khắp cả nước và được các cái báo chí quốc tế cũng vào cuộc và đưa tin. Trường hợp thứ hai nữa là chị Trần Thị Nga, chị hiện tại thì đã có hai con nhỏ và đang chịu 9 năm tù giam, một cái án rất dài, chỉ đơn giản là vì chị cũng là một cái người bảo vệ nhân quyền và đứng lên chống lại bất công, đứng bên những cái người bà con dân oan mất đất. Ngoài ra chị Nga còn hoạt động trong rất nhiều các cái lĩnh vực khác nữa. Tiếp theo là một trường hợp khác là anh Hoàng Bình, thì anh cũng là cái người mà đứng bên bà con ngư dân phản đối Formosa xả thải xuống biển miền Trung. Thì đấy là những cái trường hợp mà tôi đã báo cáo với bên Frontline Defenders và được cái sự hưởng ứng nhiệt tình và cái sự ủng hộ rất lớn từ phía họ. Đây thực sự là một cái điều hết sức là tích cực đối với tình hình nhân quyền chung tại Việt Nam. Khi được hỏi là báo cáo viên Liên Hợp Quốc tại hội nghị đã lên tiếng cho trường hợp của bà Trần Thị Nga, anh Đỗ Nam Trung đã cho biết thêm thông tin. Vâng, trường hợp của chị Trần Thị Nga thì trước đây chúng tôi đã có cái gửi cái hồ sơ sang bên phía Frontline Defenders và bên phía Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Và trong cái hội nghị năm nay thì trường hợp của chị đã được chính ông Michel Faust, một báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc lên tiếng cùng với lại rất nhiều các tù nhân lương tâm khác trên khắp thế giới. Thì trường hợp của chị Nga thì chúng ta đã biết là chị là một cái người phụ nữ rất là can trường, và sau khi lên tiếng để bảo vệ cho những cái người dân oan mất đất rồi rất nhiều những người mà bị đánh đập, bị đàn áp, bị áp bức, thì chính bản thân chị cũng đã bị phía chính quyền Việt Nam có những cái hành xử vô cùng là tồi tệ, ví dụ như tra tấn, đánh đập đến gãy tay gãy chân, và bây giờ hiện tại chị đang chịu 9 năm tù giam. Sau khi mà chị bị bắt giam thì bên phía hai cái tổ chức lớn đó là Frontline Defenders và Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhận được cái hồ sơ thì từ phía chúng tôi thì họ đã lên tiếng rất là mạnh mẽ và họ liệt trường hợp của chị Nga là vào một trong những cái trường hợp hết sức là đặc biệt và được ưu tiên nêu tên đầu tiên trong cái hội nghị năm nay. Thưa quý vị, là một nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam lần đầu tiên tham dự hội nghị của tổ chức nhân quyền quốc tế như Frontline Defender, thì anh Đỗ Nam Trung đã cho biết cảm nhận của mình. Riêng với cá nhân tôi thì hội nghị của Frontline Defenders năm nay là một cái hội nghị rất là lớn. Nó không chỉ có ý nghĩa đối với riêng Việt Nam mà còn đối những nó có ý nghĩa đối với rất nhiều các nước trên thế giới. Như các bạn đã biết thì có cả hàng trăm nước cùng tham dự vào cái hội nghị năm nay và trong cái khán phòng đó thì có khoảng 200 người
từ tất cả các cái đất nước trên thế giới, rồi từ các cái tổ chức nhân quyền khác nhau nữa cùng về tham dự cùng với cái hội nghị lần này, rồi các cái phóng viên đài báo quốc tế. Tôi cảm thấy vô cùng là cảm kích đối với cái sự quan tâm về về nhân quyền của Frontline Defenders. Qua cái hội nghị lần này thì tôi cảm nhận được rằng là họ thực sự họ rất là quan tâm đến tình nhân quyền chung của các nước, và đặc biệt là những nước mà nổi trội như là Việt Nam. Họ ấy quan tâm, họ hỏi han, họ ấy, tìm mọi cách để họ khai thác những cái thông tin mà bị chính quyền Việt Nam che giấu, rồi bị chính phủ ém nhẹm đi, và họ ấy tìm mọi cách để họ tương tác với chúng ta để lấy được cái thông tin đó. Tôi thấy rằng là cái sự quan tâm đó là một cái điều mà khích lệ hết sức là tích cực đối với những cái người hoạt động như chúng tôi, và rất là cảm kích.